Thưa quý vị, không khí mùa xuân đang lan tỏa khắp phố phường, mùa xuân đang đến thật gần. Trong những ngày này, không ít người lao động xa quê mang trong lòng nỗi lo lắng và trăn trở bởi Tết ở hay về, khi mà trong năm qua, đại dịch Covid-19 khiến công việc bị ngưng trệ, cuộc sống khó khăn. Và với những người đi làm ăn xa, muốn trở về sum họp nhưng lại đau đáu nỗi lo khi không có tiền để chi phí đi lại cũng như là quà cáp biếu cha mẹ người thân họ hàng. Vì thế họ đã quyết định đón Tết xa quê trong nỗi ngậm ngùi. Mang tiền về cho cha mẹ có thực sự là điều tất nhiên khi mỗi dịp xuân về? Hay cha mẹ người thân trong gia đình chỉ mong mỏi sự trở về của những người con, người anh, người chị, người em? Chúng ta cùng chia sẻ điều này cùng với chuyên gia tư vấn tâm lý tiến sĩ Lý Thị Mai trong chương trình hôm nay. Hoàng Nga xin chào cô Mai ạ. Chào Hoàng Nga và chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của chúng ta. Trước khi đi vào chương trình thì Hoàng Nga mời cô Mai cũng như quý vị khán giả sẽ cùng theo dõi ghi nhận sau đây. Trong những ngày gần giáp Tết Nhâm Dần 2022, dẫu tình hình dịch Covid-19 không còn quá căng thẳng nhưng vẫn diễn biến khó lường và không ít tỉnh thành vẫn có những quy định riêng để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Đây là nguyên nhân chính khiến cho nhiều người ở những thành phố quyết định năm 2 sẽ ăn Tết xa quê. Dù để đi đến quyết định này, họ phân vân và trăn trở. Bởi sau một năm đi làm ăn xa, Tết là để quay về bên gia đình sum vầy. Trên thực tế, không ít người đã khó khăn lại càng khó khăn khi các tỉnh thành phía Nam, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, căng mình chống dịch trong thời gian dài, khiến tất cả các ngành nghề đều trì trệ, kinh tế khó khăn. Vì vậy, người lao động họ gần như trắng tay. Mong ước sum họp gia đình sau một năm dịch bệnh, nên nhiều người vẫn đang cố xoay sở nhiều cách, thậm chí cầm cố, vay mượn, làm lũ phí về quê, và để có tiền mang về biếu bố mẹ, người thân, họ hàng. Nhưng cũng không ít người chọn ở lại để an toàn cho gia đình và tiết kiệm chi phí. Họ đành lỗi hẹn một mùa xuân sum vầy với gia đình. Vẫn biết Tết là ngày sum họp gia đình, nhưng nhịp sống hiện đại ngày càng đòi hỏi nếp sống truyền thống thay đổi để thích ứng cho phù hợp. Đặc biệt là việc sống chung với dịch Covid-19 khi chúng ta phải thay đổi theo, vừa đảm bảo sự vận hành của xã hội, vừa mang lại lợi ích cho từng cá nhân, gia đình và cộng đồng. Thưa cô Mai ạ, Tết là để sum họp, để đoàn viên, con cái để trở về nhà, sum họp với lại cha mẹ, với gia đình của mình. Nhưng mà 2 năm nay thì đại dịch Covid-19 đã khiến cho cuộc sống của chúng ta đã có rất là nhiều cái sự thay đổi. Nhưng mà rõ ràng là cha mẹ nào thì cũng chỉ mong là con cái bình an trở về trong dịp Tết thôi đúng không cô? Thực ra thì Hoàng Nga thấy rằng là cái lời dẫn và chương trình của chúng ta nó đã nói lên đầy đủ những cái ước nguyện của mọi người. Tại vì chúng ta sinh ra trong một gia đình. Và may mắn thì có rất nhiều gia đình được ở cạnh nhau, làm việc ở trong cùng một địa phương. Nhưng mà cũng có rất nhiều gia đình, đại đa số là chúng ta xa quê. Và thậm chí là chúng ta còn ở nước ngoài nữa. Cho nên cái việc mà cứ đến cuối năm, chuẩn bị mừng Tết thì chúng ta lại nghĩ về nhà. Hơn bao giờ hết cái khoảnh khắc đó ai cũng nghĩ về gia đình. Cho nên hôm nay chúng ta chia sẻ với nhau về Tết là để trở về. Nó cũng đúng là cái thuận theo cái tình cảm và quy luật tự nhiên. Và trong những ngày cuối năm giáp Tết ấy, thì Hoàng Nga đi đâu cũng được nghe bài hát Mang Tiền Về Cho Mẹ của rapper Đen Vâu. Với những cái câu hát, những cái thông điệp làm nảy sinh hai luồng ý kiến. Một luồng ý kiến là cho rằng là đem tiền về cho mẹ là thiết thực, một năm đi làm rồi mà cô khiến cho mẹ vui, mang tiền về cho mẹ. Nhưng mà cũng có một loại ý kiến là không có đồng tình việc là đem tiền về cho mẹ vì điều này sẽ tạo nên cái áp lực cho những người con và lao động xa quê, đặc biệt là những người nào mà cuộc sống của họ chưa được sung túc đó cô. Tôi thấy cả hai luồng ý kiến đều đáng yêu cả. Bởi vì cái luồng ý kiến thứ nhất thì là mang tiền về cho bố mẹ cũng là một cái nghĩa cử, là một cái gọi là cái trách nhiệm bổn phận của một người con đã trưởng thành. Bởi vì các cháu nhỏ thì làm sao mà làm ra tiền, cho nên chỉ có người trưởng thành, những người đi làm thì mới có cái đóng góp và có cái sự tích lũy. Và người ta nhìn với góc độ là không phải đồng tiền bao nhiêu, mà người ta nhìn thấy cái người con mang tiền về cho bố mẹ, tức là người con đó thành công, là có những cái gọi là thuận lợi. Đấy là cái
cái ý nghĩa tích cực của cái chuyện mà đem tiền về cho mẹ. Thực sự nếu như con chúng ta mới ra đời, hoặc là 2 năm vừa qua, chúng ta đã hưởng những cái Tết mà nó đặc biệt, và năm nay lại cũng vẫn rất đặc biệt, đó là chúng ta bị chững lại hơn nửa năm. Và đến bây giờ chúng ta bắt đầu hồi sinh theo một cái nghĩa tích cực. Thế thì rõ ràng gián đoạn trong một ấy thời gian không đi làm, thì không đi làm đồng nghĩa với không có lương. Vậy không có lương làm gì có tiền đưa về, thì nó có thể trở thành áp lực. Nhưng mà các bạn đừng lo, bởi vì chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi là những cái người làm cha mẹ, thì cái mong mỏi nhiều nhất vẫn là mong được nhìn tới hình vóc của con mình hơn là chú ý tới những cái đồng tiền. Đặc biệt gia đình nào cũng phải cảm thông với nhau là chúng ta đang sống trong một cái mùa dịch khốn khó, và chúng ta vượt qua được để nhìn thấy nhau. Các thành viên trong gia đình quây quần đoàn tụ nếu được phép, thì chúng ta thấy được một cái điều gì ạ? Là chúng ta có hạnh phúc vì chúng ta không chịu những cái đau thương mất mát. Dạ vâng. Rõ ràng là con cái mà thành công mà có thể có điều kiện mang về quà, mang tiền về cho cha mẹ thì điều đó rất là vui. Nhưng mà quan trọng hơn hết và vui hơn hết là con cái được trở về xung vầy. Dạ vâng. Lành mạnh với gia đình trong dịp Tết là điều đó là vui nhất, đúng không cô? Và cứ mỗi dịp Tết đến xuân về thì có những gia đình cái việc mà biếu quà cho bên nội, cho bên ngoại cũng sẽ từ đó nảy sinh ra những cái mâu thuẫn không đáng có ở trong gia đình đó. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể dung hòa được điều này để có thể cùng về sum họp với gia đình và đem niềm vui về. Dạ, niềm vui trong những ngày Tết ạ. Thực ra thì Hoàng Nga thấy đấy là cũng có nhiều cặp vợ chồng thì cùng quê, thậm chí là cùng xã, cùng ấp, cùng thôn cơ. Nhưng mà cũng có những cặp vợ chồng thì lại ở khác quê, xa nhau. Cho nên cái việc mà gửi Tết về cho nội, cho ngoại cũng là một bài toán. Và tôi nghĩ rằng đã là một gia đình thì người ta sẽ có những kế hoạch chuẩn bị từ trước. Đặc biệt trong năm nay, ví dụ như là bên nội thì về được vì là cái vùng an toàn. Bên ngoại thì hơi thận trọng một chút. Thế thì người ta sẽ có cái kế hoạch là gì ạ? Chắc chắn là sẽ về bên nội vì thuận lợi hơn. Và bên ngoại thì chắc là mình chỉ gửi một chút quà biếu bố mẹ hoặc là mừng tuổi ông bà. Khi mà cái hoàn cảnh nó như vậy thì chắc chắn cha mẹ cũng không nỡ trách con. Và chúng ta chờ vào cái lúc là gì ạ? Chúng ta cân phân được cái sự bình ổn của đại dịch và xã hội. Thì lúc đó chúng ta chia đều để có thể trước Tết là Tết mẹ, rồi sau đó lại về mẹ, tức là nhà ngoại đấy. Rồi sau đó chúng ta về Tết nhà nội, hoặc là ngược lại thì nó tùy theo cái điều kiện. Rồi còn điều kiện kinh tế nữa cơ. Ví dụ như là nhà nội mà xa quá thì dồn hết sức vào cho Tết thì chúng ta có thể một năm chúng ta về thăm nội một lần. Nhưng mà cũng có những gia đình không có thể. Cho nên nó là gì? Nội gần cũng không thăm được mà nội xa cũng không đủ điều kiện để thăm. Thì đó là những cái người ta gọi là bất khả kháng. Vậy thì đúng như Hoàng Nga đặt vấn đề là bây giờ mình làm sao cho nó cân phân, làm sao cho gia đình nội ngoại đều vui. Thì tôi nghĩ rằng không phải chỉ đợi tới ngày Tết mà trong năm, nếu khi chúng ta có điều kiện mà nhà nội ở gần, chúng ta vẫn có thể tăng cường thăm nom. Rồi nhà ngoại cũng vậy, chứ không đợi đến Tết chúng ta mới tính toán là ở bên nào nhiều, ở bên nào ít. Và nếu như chúng ta được bình an để đón Tết thì chúng ta nhớ rằng là chúng ta phải chấp hành đầy đủ những cái quy định của nhà nước. Bởi có như vậy thì chúng ta mới có thể sao yên tâm để mà ăn Tết. Chứ chẳng có ông bà cha mẹ nào mà nỡ lòng nào là chúng ta đang ở vùng dịch mà cứ 1, 2, 3, 4 là phải bắt con bắt cháu về cho tề tựu đông đủ thì nó mới đúng giữ lễ. Thì cái lễ đó nó không phù hợp với cái hoàn cảnh hiện tại. Cho nên chúng ta còn phải có cái sự bàn bạc với nhau. Và tôi hay đùa, tôi bảo là Tết này nó mang tính thời sự. Là bởi vì có thể chúng ta định là hôm nay 28, 29 ta sẽ về. Nhưng mà cứ chưa chắc chúng ta đã về được. Nếu như có một cái lệnh mới thì chúng ta cứ chấp hành thôi. Và như vậy tôi luôn luôn thích cái sự lựa chọn của các gia đình trẻ. Đó là gì ạ? Là họ sẽ chuẩn bị 2 phương án để phương án nào cũng vui. Và chắc chắn rằng họ cũng thuyết phục cha mẹ như vậy để ông bà đừng có người ta gọi là mừng quá mà rồi lại hụt hẫng. Thế cho nên là mình phải chuẩn bị tâm lý cho các cụ. Và trong năm qua thì đại dịch COVID-19 bùng phát khiến cho cuộc sống gặp rất là nhiều khó khăn. Điều này cũng làm cho khá là nhiều các cái gia đình đó là băn khoăn và có một cái nỗi lo âu là mang tiền về cho mẹ như thế nào. Tuy nhiên qua năm qua thì Hoàng Nga thấy rằng là các thành viên khỏe mạnh đủ đầy trong gia đình, đó là niềm hạnh phúc lớn và niềm vui lớn trong mùa xuân này rồi, đúng không cô? Thực ra Hoàng Nga đang nói mang tiền về cho mẹ, tự nhiên tôi liên tưởng tới trong cái đỉnh dịch đó. Thì chúng tôi ở thành phố Hồ Chí Minh cũng giống như các địa phương khác, lúc đó
Thành phố Hồ Chí Minh là cao điểm của dịch. Cho nên quý vị có biết rằng không phải đợi tới ngày Tết chúng ta mới nghĩ tới quà. Mà trong cái lúc dịch bệnh như vậy, chúng tôi nhận được những gói quà, có khi là bó rau, có khi là chai nước mắm, có lần thì chai nước tương, có lần thì trái bí đỏ, có lần thì một bịch kẹo. Ồ, tôi thấy khi mình nhận cái đó, nó không còn là vật chất nữa, mà nó nhận cả một tấm lòng yêu thương, không biết từ nơi đâu gửi về, mà được tổ dân phố, rồi được địa phương phân phối cho đến tận nhà. Mình thấy chưa bao giờ mình cảm giác cái món quà nó ý nghĩa như vậy, nó quan trọng như vậy. Thực sự là rất nhiều lần khi mà tôi cầm cái món quà trên tay đó, tôi còn thấy rằng là mình có một cái cảm xúc này chắc khó mà trong đời có lặp lại lần thứ hai nữa. Cho nên tôi nói ngày thường với những cái nghĩa cử đồng bào, người ta gọi là quan tâm, hỗ trợ nhau trong lúc khó khăn như vậy, huống gì ngày Tết thì chúng ta càng quý giá. Những cái món quà nó mang cái giá trị vật chất, nhưng thực ra bên trong nó là món quà của đời sống tinh thần. Và cái gọi là cái tập tục của người Việt mình đấy, là bao giờ cũng vậy, cũng mong cái gì tốt đẹp nhất cho các cái bậc trưởng thượng. Tôi không nói là cha mẹ, còn ông bà nữa, có rất nhiều gia đình còn gọi là tam tứ đại đồng đường. Cho nên chúng ta có một chút cái gì đó, thậm chí một cái phong bao lì xì nó rất là đơn giản, giá trị mệnh giá chẳng được bao nhiêu, nhưng mà người nhận vui và người trao cũng hạnh phúc. Và tôi nghĩ rằng đấy chính là cái chúng ta cần. Dạ vâng thưa cô, nếu như mà tình hình dịch ổn định thì chúng ta cũng đừng quá băn khoăn hoặc là lo âu về những cái món quà vật chất có thể đem về, mà chúng ta quan trọng hơn hết vẫn là các thành viên đủ đầy và chúng ta có được cái khoảng thời gian sum họp với nhau trong dịp Tết, đúng không cô? Thưa quý vị, nhà là nơi để quay về, Tết là sự đoàn viên sum họp. Tiền có thể mang đến sự no đủ và sung túc, nhưng có những thứ không thể mua được bằng tiền, đó là không khí ấm áp, tình thân, là yêu thương san sẻ, là niềm vui, là hạnh phúc. Tết này trở về có thể chúng ta không có nhiều tiền để sắm quà, nhưng mà với cha mẹ thì sự có mặt của chúng ta ở nhà là niềm vui lớn nhất. Vì vậy mỗi người nếu có thể thì hãy trở về để sum họp bên gia đình của mình. Bởi đối với các bậc cha mẹ, không phải tiền bạc hay là thứ gì cao sang, mà là sự trở về của những đứa con, được nhìn thấy con cái khỏe mạnh bình an, đó mới chính là món quà lớn nhất trong dịp Tết đoàn viên. Xin cảm ơn những chia sẻ của cô Mai. Và bây giờ thì mời cô đến với phần tư vấn tâm lý qua lá thư của quý vị khán giả. Chương trình xin chuyển đến cô Mai thư của một khán giả tên là Nguyên Bình ở tỉnh Đồng Nai. Thư viết như sau: chào chương trình, chào cô Mai. Vợ chồng cháu cưới nhau được 4 năm, chúng cháu chưa có con. 3 năm đầu năm nào chúng cháu cũng về quê chồng ở tỉnh Hải Dương. Thế nhưng năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh, kinh tế khó khăn, cháu nói với chồng là không về quê chồng mà về quê cháu cho đỡ tốn kém, và cũng lâu rồi cháu không được ăn Tết cùng với ba mẹ. Ba mẹ cháu thì ở Tiền Giang, thế nhưng chồng cháu không đồng ý. Nếu đã tiết kiệm thì cả hai cùng ở lại đây ăn Tết, không về nội hay là về ngoại gì cả, mà chỉ gửi tiền về để biếu ông bà hai bên thôi. Như vậy vừa công bằng vừa tiết kiệm chi tiêu. Cháu thấy chồng cháu thật là ích kỷ, không quan tâm gì đến cảm nhận của cháu, không xem ba mẹ cháu như người thân của anh ấy, nên anh mới không muốn về quê của cháu. Cháu và chồng cháu giận nhau hơn một tuần nay. Cháu định là sẽ tự về một mình, còn anh ấy muốn làm gì thì làm. Liệu cháu có nên làm như vậy hay không để anh ấy suy nghĩ lại? Cháu mong nhận được lời khuyên từ cô. Cảm ơn cô và cảm ơn chương trình. Hoàng Nga thấy rằng là bạn Nguyên Bình có những cái suy nghĩ mà rất dễ cảm thông. Mình đang giận dỗi, mình đang hờn á, mình đang hờn chồng. Muốn làm cái áp lực với chồng là nếu mà anh không chiều em thì em về một mình xem anh ăn Tết như thế nào. Đấy là cái sự dễ thương của những cặp vợ chồng trẻ. Và đó cũng là cái vấn đề để chúng ta cần phải suy nghĩ. Thực ra là cả hai bạn đều có lý hết á. Bây giờ dịch bệnh không về được quê xa là quê chồng, thì thôi thì mình đi về quê gần là Tiền Giang, nghe cũng hợp lý, đề nghị đó cũng ổn thỏa. Thế nhưng mà chồng thì sao ạ? Thôi bây giờ không về được thì thôi gửi quà Tết biếu cha mẹ, rồi dịp khác mình về. Đấy cũng là một ý kiến. Vấn đề khác nhau ở chỗ là gì ạ? Hình như ở đây cái tôi của mình cũng hơi lớn. Không phải là chồng không có cho mình về, nhưng mà bạn biết không, khi mà đi lập gia đình, Hoa Nga cũng thấy chúng ta đã đề cập rất nhiều lần ở trong chương trình, đó là gì? Đó là
mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Có nghĩa là nếu chúng ta đã lập gia đình rồi thì lúc đó gia đình bên chồng là chúng ta có nghĩa vụ, chúng ta phải về trước. Về trước ở đây hiểu theo nghĩa là nếu chúng ta ở xa không về được thì chúng ta có thể về trước đó, rồi sau đó chúng ta ở lại để về Tết ngoại. Nhưng mà cũng có những trường hợp là ở gần thì chúng ta sẽ sang Tết nhà nội trước rồi mới Tết nhà ngoại sau. Nhưng ngược lại cũng có những hoàn cảnh đặc biệt thì lúc đó hai vợ chồng thỏa thuận với nhau và xin phép bố mẹ. Bao giờ cũng vậy, mình cũng có cái lễ, tức là mình báo trước cho bố mẹ để bố mẹ cũng có cái chuẩn bị đón con đón cháu cho nó chu tất. Cho nên trong cái mùa xuân này, thực ra đó Nguyên Bình hờn một chút thôi cho nó vui thôi, chứ hôm nay thì cũng đã 28 Tết rồi, có nghĩa là về thì cũng về rồi mà chúng ta chưa về, có nghĩa là chúng ta vẫn đang chờ tín hiệu từ phía bên kia thôi, thì chúng ta vẫn cứ sắm sửa lo toan cho một cái Tết may mắn. Tại sao cô Mai gọi là Tết may mắn? Bởi vì vợ chồng còn đủ đôi đủ đũa sau cái đỉnh dịch cao nhất của đất nước mình, mình vẫn được chuẩn bị đón Tết, rồi cha mẹ đôi bên vẫn còn đầy đủ. Cho nên chúng ta hãy trên tinh thần là cái sự gọi là bình an để chúng ta chuẩn bị một cái Tết. Rồi trong cái lúc mà chúng ta chuẩn bị Tết ấy, thì dần dần ấy, cái hờn của mình nó bớt đi. Và khi mà chồng thấy vợ cứ lủi thủi chuẩn bị Tết, không trách móc nữa, không có nặng nhẹ nữa, thì ông chồng cũng yêu vợ mà. Ông thấy như vậy, ông cũng phải suy nghĩ, biết đâu chừng thì hôm 28 Tết không về, 29 Tết chưa về, 30 mùng 1 thì sao? Tại vì Tiền Giang rất là gần. Cho nên nhiều khi đó, chúng ta cũng thấy cái quy luật trong cuộc sống đó, khi mà chúng ta bực bội, chúng ta nghĩ thì chúng ta toàn nghĩ những cái xấu, những cái tiêu cực thôi. Nhưng nếu chúng ta để cho nó bình yên một chút, chúng ta cứ cư xử một cách bình tĩnh, thì tự nhiên bên kia cũng bình tĩnh. Tức là cả hai bên tự nhiên sẽ giảng hòa. Và Tiền Giang với chúng ta ở đây thì cũng không có bao xa. Cho nên em cứ thử bước đi một bước trước, cứ chuẩn bị một cách bình thường. Cái phương án giống như là tất cả mọi người là chúng ta sẽ ăn Tết tại nhà. Nhưng mà khi thấy vợ như vậy thì có khi chồng lại thay đổi. Nhưng đừng quên là chúng ta hãy có lời thăm hỏi. Và đặc biệt trong cái khoảnh khắc giao thừa, nếu chúng ta xa nhà thì Nguyên Bình nhớ là cùng với chồng gọi điện về chúc Tết. Đó là cái giây phút thiêng liêng nhất mà cha mẹ rất là hãnh diện khi thấy con cái không về được, nhưng đúng thời khắc giao thừa thì đã gọi điện về chúc Tết, chúc tuổi. Đấy là việc làm mà chồng cũng mát ruột, mà mình cũng yên tâm. Rồi đấy, cứ thủ thỉ, phải không ạ? Và chúng ta sẽ về, bởi vì Tiền Giang với chúng ta không có xa. Cho nên tóm lại là việc này nó không lớn đâu. Thử thách đôi vợ chồng trẻ tí thôi. Cái tô của mình cũng lớn, cái hờn của mình nó cũng cao. Nhưng mà người đàn ông thì đôi khi người ta cũng vô tâm lắm. Hờn thì cứ hờn đi, giận thì cứ giận đi, nhưng mà người ta sẽ thấy được cái việc làm cụ thể của mình. Và chính lúc đó, cái đó là cái sự khéo léo của người vợ sẽ kéo chồng bình tâm. Và lúc đó khi người ta bình tâm rồi, người ta lại thấy thương thương. Và thương thương thì nào là anh chở em về ngoại. Thì lúc đó mọi chuyện nó rất là êm đẹp. Chúc hai vợ chồng trẻ đón một cái Tết bình an sau dịch, và với cái tinh thần lạc quan để chuẩn bị đón thêm thành viên mới trong năm mới. Chào em. Xin cảm ơn những chia sẻ của cô Mai. Bạn thân mến, hy vọng rằng là với những chia sẻ vừa rồi của cô thì bạn, gia đình bạn sẽ chọn được phương án tốt nhất để mùa xuân này luôn luôn là mùa xuân vui và cuộc sống gia đình của bạn sẽ luôn luôn hạnh phúc. Thân mến chào bạn. Thưa quý vị, phần tư vấn vừa rồi cũng đã khép lại chương trình chia sẻ kỳ này. Để chương trình ngày có một ý nghĩa thiết thực hơn thì mong nhận được ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn. Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ chương trình chia sẻ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, số 564 đường Cách mạng tháng 8, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, hoặc thư thoại số 02543717733, hoặc địa chỉ email là chia sẻ brt2016a@gmail.com. Một lần nữa Hoàng Nga xin được cảm ơn cô Mai đã cùng cộng tác với chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.